Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 6. Nhưng mà nữ thần không nhớ gì sao? Nếu trái tim của ngài ấy vẫn còn người khác, nữ thần sẽ không bao giờ có được tình yêu thực sự của ngài ấy. Nàng chính là chân tình của ta, là người duy nhất mà ta yêu, lại không cần bất kỳ lý do nào. Xin nàng đừng rời bỏ ta. Maniwan, à, Maniwan, người đàn bà chây dao vong mê như điếu đổ. Ta cũng thật sự rất muốn biết, nếu ả dính tới lời nguyền, trở thành thuộc hạ của ta như lời nguyền 500 năm trước, Chi Giao Vong sẽ như thế nào? Chi Giao Vong sẽ phải nếm mùi vị đau khổ tủi nhục, giống như khi xưa hắn đã khinh bỉ loài động vật như ta. Không phiền. Có chuyện gì vậy? Chắc là do em qua mắt nhìn lầm thôi anh à. Nói gì thì nói, chỉ còn mấy tháng nữa con bé dây mấy con mình đã tròn 25 tuổi rồi đó. Anh đang nhớ lời của sư ông, phải không? Cô phải ghi nhớ lời ta, cô phải quan tâm tới mọi vật, làm công đức tích phước và nhớ tình bi dây lại người đó. Người đó là ai vậy sư ông? Kẻ thù ở tiền kiếp sắp tìm cô để báo thù. Lòng thù hận của người đó sẽ khiến cô gánh chịu quả kiếp khi tròn 25 tuổi. Anh đang nhớ tới lời của sư ông. Nếu lỡ dây mấy con gái của mình đã gây thù chú quán từ kiếp trước thiệt á, vậy thì mình phải làm sao đây? Maniwan, dù ngươi có đầu thai chuyển kiếp qua bao nhiêu kiếp đi nữa, thì ngươi cũng không bao giờ thoát khỏi lời nguyền của ta đâu. Thank you.
tại sao lại nóng dữ vậy chứ? Sao vậy con? Mẹ ơi, con đau. Con bị sao vậy? Con đau. Sao vậy con? Con đau quá. Tại sao con lại bị như vậy hả? Bị sao vậy? Ngươi không cứu con ngươi được đâu. Vì cô ta là người đàn bà cha giao vong yêu sâu đậm, ta nguyền rủa cô ta phải quá kiếp làm động vật, biến thành rắn theo phụng sự cho ta. Người là ai? Ta là hậu duệ của vị thần mà các ngươi đã thờ cúng suốt hàng trăm năm qua. Ta chính là nữ thần của tất cả loài rắn. Ngươi là nữ thần rắn sao? Là nữ thần rắn thiệt sao? Con à? Dì Mỹ. Dì Mỹ. Mỹ à? Nữ thần, nữ thần, xin nữ thần đừng làm hại con gái của tôi. Nếu người cần gì tôi đều có thể dâng lên cho người mà. Không, bất kỳ kẻ nào cả gan làm hại ta, phá hủy tình yêu của ta, kẻ đó phải bị trừng trị thích đáng. Mỹ à, tôi xin người mà nữ thần, cầu xin người đừng làm hại tới con gái tôi. Đã quá trễ rồi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, mỗi đêm trăng tròn, ả Ma Ni Quanh sẽ phải biến thành một con rắn. Nữ thần, xin người hãy tha mạng cho con gái của tôi. Người hãy lấy mạng của tôi thay nó. Không à, à. Ba. Mạng sống của các ngươi không thể so sánh mạng của nó được. Khi ngươi vừa bước qua sinh nhật lần thứ 25, ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một con rắn thuộc hạ của ta mãi mãi. Tới ngày hôm đó, ta thật sự muốn biết rằng ngài Chây Giao Vân có còn đem lòng yêu thương ngươi được nữa hay không. Nữ thần, cầu xin ngươi đừng làm hại con gái tôi. Thôi Mỹ à, Mỹ, con chạy tới chỗ sư ông đi. Đi nhanh lên. Đi đi Mỹ, nhanh lên. Mỹ à, Mỹ, chú à,
Chú, anh đi thôi chú. Người đó là dây bẫy con gái trưởng làng mà. Làm gì mà chạy dữ vậy trời. Hỡi rắn. Trời ơi, rắn rồi. Trời ơi, chạy đi, chạy nhanh lên. Chạy luôn rồi. Cứu với. Ta đã phải chịu đựng đau khổ nhìn người đàn ông ta yêu đem lòng yêu một con người như ngươi, trong khi lẽ ra chàng chỉ được yêu một mình ta thôi. Ngươi đã phá hủy tình yêu của ta, Ma Ni Quanh. Ta thực sự rất mong chờ cái ngày mà người đàn bà chê dao bông si mê như điếu đổ phải biến thành một con thú. Hắn sẽ nếm trải mùi vị của sự đau đớn giống như ta lúc trước. Người nói cái gì? Tôi không hiểu gì hết. Không hiểu? Người đúng là thảm hại mà. Ả vũ công thấp hèn. Người chưa bao giờ biết cái gì hết. Chỉ giỏi trưng bộ mặt ngây thơ để cho người ta thương xót mình. Dưới ánh trăng màu máu, ta nguyền rủa người đàn bà này phải biến thành loài rắn thuộc hạ của ta ngay bây giờ. Không. Tôi không muốn biến thành nhau. Dừng lại ăn dao qua đi. Pháp sư Phá Khâm, cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp lại nhau rồi. Sư ông ơi, cứu con với. Người hãy buông bỏ lòng hận thù của người đi, nữ thần ăn dao qua đi. Dù người có tu luyện khổ hạnh thêm hàng trăm hàng ngàn năm nữa, người cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng người là một loài động vật. Dù cho người có nguyền rủa cô gái này trở thành một loài động vật giống như người, hoàng tử Chayawan cũng không thể đổi ý mà yêu người được đâu. Câm miệng lại! Nếu không, ngươi sẽ chết thê thảm giống như đám con người độc ác tàn bạo kia. Ta xin đứng ra cầu xin người tha mạng cho cô gái này, có được không nữ thần? Không đời nào. Ngươi đừng hòng cản được ta. Ah!
sư phá không? Ngươi cả gan cản đường ta, ta sẽ xử lý ngươi. Sư ông ơi, Diêm Mỹ, Diêm Mỹ, Diêm Mỹ, Diêm Mỹ à, Diêm Mỹ, Diêm Mỹ, sư ông ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rồi có một ngày cậu tự khắc sẽ biết. Là tôi đi, cô đừng sợ. Anh sợ đó. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?